nay, xin lỗi con, xin lỗi chương trình một chút ạ. Hôm nay em bé Hà Anh đến với chúng ta với một sáng tác rất nổi tiếng, sáng tác Mẹ Yêu Con. Vâng, đi suốt một đời không ai gánh nặng bảo mẹ, và gánh nặng đời không ai phủ kín nghĩa cha. Cảm ơn bé Hà Anh.